Xin chào các bác, hôm nay Vinh Thành xin giới thiệu dòng Amly đa kênh AZ1. Đây là dòng cao cấp và đẳng cấp nhất của Yamaha thời bấy giờ, có giá xuất xưởng lên đến 300.000 yên. Tất cả các linh kiện trong mạch toàn là sử dụng linh kiện cao cấp, từ chip giải mã lọc nguồn đến sò công suất, và được đánh giá cao trên các diễn đàn HD. Đối với dòng Amly này, đặc biệt là sử dụng 10 con giải mã bên rau 1704 cao cấp nhất thời bây giờ, ngay cả Amly gấu nhất của Pioneer cũng AS10 cũng chỉ chạy có 8 con thôi. Đây là dòng Yamaha DSB AZ1, là model đỉnh nhất ở chuỗi sản phẩm DTS ES. Công suất âm thanh lên tới 870W cho tất cả các kênh. Kênh chính là 130W một kênh. Công suất tiêu thụ điện là 500W và trọng lượng rất là to và lớn, trọng lượng là 28kg. Chiều cao nổi trội hơn tất cả các dòng Amly khác, là có chiều cao là 211mm, rất là to, trong khi những dòng Amly thường là chỉ có khoảng là 170mm mà thôi. Thì xin hướng dẫn sơ một vài cái tính năng sử dụng của Amly. Đây là nút Inbox Mode, tức là ta sẽ chọn là ngõ vào là Analog hoặc là Auto. Đây là nút chọn ngõ vào. Ở đây em đã cắm sẵn hai ngõ, đó là ngõ CDR đang là BCM là đánh tổng quan, và ngõ CD là đánh là analog. Này, CDR tiếp nút, đây là nút chọn loa A và B. Đây ta đang cắm là ngõ A. Đây cái màn hình đây, A và B. Đây là nút bass chép. Đối với dòng Amly này đã cải thiện chất âm rất là nhiều so với một số dòng Amly receiver xem phim. Thì Amly này đã chế tạo để dùng cả xem phim và nghe nhạc, nên trong tầm giá Amly này nghe rất nhạc rất là hay, cũng như chip giải mã đẳng cấp của bên rau 1704 nên chất âm rất là sáng. Đây nút bass chép chỉnh trực tiếp như Amly hai kênh. Tiếp đây là ba nút cài đặt của máy. Đây là ngõ vào 6 kênh. Nếu đi trực tiếp từ ngõ này thì ta sẽ không qua giải mã. Tiếp đây là nút effect, là một là stereo, chọn chế độ stereo, hoặc là nút effect là chọn. Đối với dòng Amly này đặc biệt có chế độ là 8 kênh stereo, rất là tiện dụng khi ta sử dụng xem nghe nhạc. Nếu mà những Amly đời cũ không có chế độ all stereo hoặc là 8 kênh stereo, thì khi nghe nhạc ta sẽ nghe loa chính và những cái loa xung quanh nghe tiếng vang 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 rất là khó chịu. Vì vậy ta chỉ nghe được nhạc ở hai loa chính mà thôi. Còn đối với những dòng Amply có chức năng này thì tất cả các loa sẽ hát đồng bộ nhạc stereo, nghe rất là hay. Đây, khi mà on stereo đây, ta nhấn nút mũi tên trái và phải thì nó sẽ ra nhiều chế độ. Những chế độ này đều là chế độ xem phim. Còn đối với lại khi mà nghe nhạc thì ta nên là nghe chế độ này sẽ là hay nhất, và chế độ on stereo. Đây, 8 kênh stereo. Ở đây sẽ có nút ba lăng trái và phải như Amly 2 kênh. Còn nút này dùng cho chức năng thu, chúng ta không sử dụng. Đây là volume. Em ví dụ như cổng quang, cổng vào ta là CDR cổng quang, ta muốn đổi thành cổng analog hay là lựa chọn cổng thì ta sẽ bấm ở đây thôi. Những cái này không có thì analog cũng không có, tại do ta đang cắm là cổng quang. Auto sẽ tự nhận. Đây sơ lược về cấu hình bên trong. Đây là có một cái quạt giải nhiệt. Quạt này chỉ hoạt động khi máy đã đạt đến nhiệt độ nóng khi cài đặt mặc định của máy.
Đây là hai dàn nhôm giải nhiệt. Sò rất là lớn, sử dụng một bên 1 2 3 4 5 6. 6 con sò lớn. Rồi, tức là hai bên là 12 con sò to và 1 2 3 4 4 con sò nhỏ. Mỗi bên. Sò rất là to. Mặt rất là sạch sẽ còn minh zin. Thì các bác chú ý đây là những cái tụ cao cấp, nó thiết kế bằng tụ lọc, tụ màu vàng, là những tụ cao cấp. Đây, tất cả toàn bộ chip giải mã nằm ở khu vực bên đây. Là âm ly này được đánh giá là dòng cao cấp, đánh tới 10 con giải mã bên ra 1704, rất là đẳng cấp. Thì một con giải mã có giá trị tương đương khoảng 1 triệu đồng khi mà chúng ta mua và thay bên ngoài, rất là đắt. Mặc dù con này rất cổ rồi nhưng mà vẫn được đánh giá là chất âm rất là hay. Tăng thô rất là to và khủng long. Đây, phía sau tất cả các chất cắm đều mã vàng. Đây, em đang đi cổng quan là CDR. Đây, nó có hai ngõ ra Abus, cổng quan. 6 ngõ vào cổng quan và 2 ngõ ra cổng quan. Cổng CD. Nếu ta sử dụng cổng analog thì ta sẽ cắm vào ngõ CD đây cho nó tiện dụng cái tên. Các chất cắm còn rất là mới. Đây, ta thử là cổng center. Center rear, surround. Lọc phâm. Thông thường nếu sử dụng hai lo thì ta ở chế độ main, lo main. Main A, do phía trước ta đang chọn là main A. Yamaha DSP AZ1 bed in da băng, điện áp 100V, công suất tiêu thụ điện 500W. Rất là to và khủng long. Thiết kế đẳng cấp với cái dàn má nhôm hai bên hông nhìn rất là sang trọng. Đây, em đã tháo ra bên ngoài để test thử bên trong cho các bác. Máy rất là đẹp, không một vết chày. Chất âm rất là sáng. Thì trong cái tầm giá tiền của âm ly này thì khó mà sánh với một âm ly hai kênh chất lượng ngang bằng. Chất âm rất là hay, mạnh khỏe. Rồi, mình quên giới thiệu các bác, đây là có hai nút, tức là nút này sẽ đi âm thanh trực tiếp, không qua giải mã, không qua bass jack, chỉnh không có AP. Rồi, đây là nút tăng bass. Về hình thức đây là hàng đấu mạng về nên hình thức còn rất là đẹp. Nhìn rất là sang trọng, size to khủng khiếp. Hiếm có một cái ampli nào mà cái size chiều cao là tới 211mm này. Thì máy về thì đầy đủ phụ kiện nha. Đây là một cái remote zin đúng đời của máy. Và bên trong là một cái dây nguồn zin. Hiếm có một cái ampli nào về đầy đủ dây nguồn zin theo máy, rất là to. Và cuốn sách catalog hướng dẫn của máy. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Vinh Thành Audio.